Quý vị và các bạn có thể thấy thì trên đây là hình của chị Thanh Nga nhá. Thì chị Thanh Nga bị cái tình trạng lão hóa rất là nặng. Cái phần rãnh mũi má của chị thì khá là sâu và da bị chảy xệ nữa, đặc biệt là cái phần má của chị là rất là hóp, khiến cho cái gò má của chị cao và làm cho gương mặt của chị thiếu cái sự cân đối. Và bác sĩ đã điều hướng cho chị làm cái chương trình là Ultra Plus trẻ hóa đa tầng. Vâng, thì bây giờ bác sĩ còn vừa làm xong rồi, thì em và chị có thể ngồi dậy để mình xem kết quả chị nhé. Đó, thì chị ơi, chị có hồi hộp không ạ? Có, cho chị xem. Vâng, mình rất là hồi hộp đúng không ạ? Thì chị đợi, thì trong lúc làm thì chị có thấy thoải mái không? Chị không thấy đâu, chị rất là vâng ạ, thế thì bây giờ trước khi mình xoay gương thì em sẽ mời bác sĩ là phân tích lại cái tình trạng da của mình trước và sau khi làm chị nhé. Đó, thì bây giờ là em xin phép là show lại cái hình ảnh của chị một lần nữa cho các quý vị khách hàng xem, thì bác sĩ có thể phân tích giúp em được không ạ? Mọi người thấy là trước khi thực hiện ấy, thì cái rãnh mũi má của chị rất là sâu. Vâng. Rất là trùng lắm, rất sâu do cái quá trình thoái hóa của tuổi tác và việc thiếu chăm sóc ha, đúng không? Và thứ hai là trên khuôn mặt thì có nhiều cái vùng mà nó bị thoái hóa, nó bị trùng lắm hơn so với những cái vùng khác. Tiêu biểu nhất thì chúng ta nhìn thấy đấy là hai cái rãnh mũi má. Và đặc biệt là chị bị hõm phần má đúng không bác sĩ? Thì em thấy là cái gò má của chị khá là cao. Và sau khi mà được bác sĩ đi tính chất HA và cộng thêm đi máy Ultra nữa, thì bây giờ em thấy da mặt của chị rất là đẹp rồi. Đó, chị có thấy hài lòng không ạ? Chị thấy hài lòng. Đấy, thấy mình trẻ ra được khoảng bao nhiêu tuổi rồi chị nhỉ? Chắc là 2 tuổi không em, hay 5 tuổi? Em hình nghĩ là đến gần chục tuổi. Chứ tại vì lúc mà chị đến thì em thấy là chị bị hõm hai phần má này rất nhiều. Và sau khi mà bác sĩ đi cái tinh chất HA vào cho mình, đẩy phần cơ lên và làm đầy cái má của mình, thì em thấy chị rất là trẻ rồi. Đó, thì chị về chị có phải kiêng cái gì không, hay là cái tình trạng này nó kéo dài được bao lâu em? Với cái công nghệ mà Ultra Plus ấy, thì cái việc mà sử dụng nó rất là an toàn. Nên là sau khi về nhà thì bây giờ chị có thể quan sát thấy là mặt nó hơi hồng hồng một chút ha. Về nhà khoảng một vài tiếng thôi và chúng ta sẽ hoàn toàn bình thường, da nó sẽ trở lại hoàn toàn bình thường trở lại. Và bây giờ là khoảng tầm 2 giờ chiều, chắc đến khoảng tầm tối và chúng ta sẽ không nhìn thấy gì cái dấu hiệu hồng đỏ trên da nữa. Và mọi người cũng sẽ nếu mà có chẳng may có dấu diếm anh nhà thì về nhà là anh cũng không phát hiện ra nữa. Thì giờ đến tối là anh cũng không nhìn thấy gì nữa, đúng không ạ? Và da mặt nó sẽ hoàn toàn bình thường. Và cái việc mà sau làm ấy, thì chúng ta chỉ cần quan trọng nhất đấy là chúng ta kiêng tránh hạn chế tiếp xúc với nắng giúp em ha. Mình sử dụng kem chống nắng 2-3 lần một ngày, cứ khoảng 2-3 tiếng mình lại thoa kem chống nắng một lần. Và đặc biệt là sau làm thì cái da nó có thể hơi thiếu độ ẩm một chút do cái tác động nhiệt, thì mình sẽ sử dụng tăng cái tần suất sử dụng kem chống ẩm cho em. Bình thường mình sử dụng 2 lần một ngày thì bây giờ mình có thể sử dụng nhiều hơn một chút ha. Vâng, da chị rất là đẹp rồi, thì cái phần da đỏ thì chị yên tâm nhé, tại vì là mình dùng cái sóng siêu tụ tụ đi sâu cái nền nhiệt vào da của mình thì cái sự ửng hồng như này là rất là bình thường rồi. Thì chị không biết là chị có câu hỏi gì thắc mắc còn muốn đặt cho bác sĩ không ạ? Lúc nãy em có thấy chị là có hỏi em rất là nhiều mà bây giờ gặp bác sĩ cũng vẻ hơi ngại đúng không ạ? Thì em có phải kiêng ăn cái gì không em? Với cái liệu trình này thì chúng ta cũng không phải kiêng khem gì, đúng không? Nó không phải là thủ thuật xâm lấn gì, nên chúng ta không phải kiêng khem bất cứ một cái món ăn gì. Mình có thể sử dụng thức ăn bình thường. Nó được lâu dài không em? Hiệu quả thì cái này chắc chắn là chúng ta sẽ được kéo dài rất là lâu. Với cái tinh chất HA thì đã làm đầy bớt những cái phần mà bị thoái hóa trùng lõm của mình. Chị có thể nhìn thấy là hai cái rãnh rồng của mình, hai cái rãnh mũi má của mình ấy, nó được đẩy lên rất là nhiều ha. Với cái công nghệ Ultra Plus và thấy thêm tinh chất HA. Thế thì em vẫn để lại một chút, em không muốn làm nó căng quá đây. Thì chúng ta sẽ phải tương đối là tương xứng với lại cái độ tuổi của mình. Chúng ta không nên làm căng mọng này, đúng không ạ? Thì nó sẽ không còn tương ứng với lại cái độ tuổi của mình nữa. Chúng ta vẫn đã để lại một chút để tạo nét riêng. Trẻ hơn rồi nhưng mà chỉ phải tương xứng với lại độ tuổi. Trẻ hơn nhưng mà vẫn tự chị, nhiên và chị có phải làm nữa không? Bao lâu nữa chị phải làm hay như nào? Cái liệu trình này thì với cái máy Ultra thì chúng ta thường sẽ có liệu trình tấn công và chúng ta sẽ làm khoảng 2-3 lần một năm cho em. Và sau đó thì nó sẽ kéo dài hiệu quả rất là lâu. Và chúng ta sau đó khoảng vài năm sau chúng ta mới phải nhắc lại một lần. Và chúng ta sẽ không phải thực hiện quá nhiều lần giống như lần tấn công đầu tiên nữa. Chị hình dung giống như là lần đầu tiên chúng ta tấn công một cú rất mạnh, cú hit để cho cái da chúng ta thay đổi toàn diện. Chị
Thế thì bây giờ em đang thấy chị rất là hài lòng với kết quả của mình rồi, thì em xin chúc mừng chị với kết quả của mình chị nhá. Rồi, chị cảm ơn em. Vâng ạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Và quý vị ơi, thì đây là một vị khách hàng tiếp tục sử dụng cái công nghệ mới nhất ở thẩm mỹ quốc tế Bali, đó là công nghệ trẻ hóa đa tầng Ultra Plus. Thì nếu mà quý vị muốn trải nghiệm cái dịch vụ này thì xin mời quý vị đến với thẩm mỹ quốc tế Bali tại địa chỉ 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, hoặc gọi điện hotline 0386 463 463 để được đặt lịch và tư vấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.